Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Thì à, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nha Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 447 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Có chuyện như thế này nữa sao? Hàng mẫu tuy bất tài nhưng cũng muốn thử qua một lần xem nhưng trước khi làm việc này ta muốn thử qua siêu hồn thuần chút linh dương huynh không quy kiến gì chứ Hàng lập sờ sờ cầm nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên tuấn mỹ đang nằm bên trong cái đỉnh băng đánh giá một chút bỗng nhiên mỉm cười rồi nói linh vương nghe hắn nói như thế thì khẽ giật mình mi mắt chớp động mấy cái mới có thể miễn cưỡng cưỡng chế cảm xúc trong lòng rồi nói nếu như đạo hữu thật sự của cái bản lĩnh lập tức chém chết cái thằng này á thì ta cũng xem như đã loại bỏ được cái một mối họa lớn ở trong lòng Tất nhiên đó là chuyện rất tốt rồi. Nhưng nếu liên quan đến siêu hồng thuật á, trừ khi thần niệm của đạo hữu phải cường đại hơn rất nhiều so với hắn, nếu không á, thì căn bản không có một chút khả năng thành công nào đâu. Vậy sao? Nhưng nếu như hàng mẫu vẫn cứ muốn thử qua một lần á, thì sao đây? Hàng lập nhướng mày lại thờ ơ nói ra một câu. Lúc này sắc mặt của Linh Vương không khỏi thay đổi mấy lượt. Tốt! Nếu như hàng đạo hữu thật sự nghĩ là mình có thần thông lớn như vậy á, thì lão phu tất nhiên sẽ không cản trở rồi nhưng bất kể là như thế nào, tên tiên nhân này là bổn dương đích thân xuất thủ trấn áp lại. Đạo hữu dùng sức mạnh cưỡng chế, có phải hay không cần phải cho lão phu một lời giải thích rõ ràng. Linh vương thở nhẹ một hơi về sau, cuối cùng mặt hiện vài phần sát khí. Linh đạo hữu muốn chuyện gì thì cứ nói cho rõ đi. Thân sắc của hàng lập vẫn không thay đổi chút nào. Nghe được ở ngoại giới đã có người thỉnh truyền hàng huynh là đại thừa bậc nhất linh giới, linh mẫu cũng coi như là đã sống từ đâu lâu tự phụ trong người cũng có chút thần thông chỉ cần đạo hữu có thể không né tránh mà tiếp được ba chiêu của ta lão phù sẽ cho cái tên tiên nhân này cho đạo hữu linh vương cuối cùng cũng không khách khí nữa <laughs> linh huynh nói nhiều chuyện vậy coi như cũng là hợp tâm hợp lý của hàng mẫu đó tu luyện giả chúng ta vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả mà nếu như ta không tiếp được hai chiêu của đạo hữu sẽ lập tức quay đầu bước đi chắc chắn không đến quấy đối đạo hữu thêm một lần nào nữa đâu Hàng Lập không giận mà còn cười rộ lên. Nếu đã như vậy rồi thì đạo hữu đi theo ta đến chỗ khác nha. Tranh đấu của ta và ngươi tốt nhất đừng đã động, đã động đến cái phòng ấn này. Linh Vương không có bất kỳ ý lùi bước nào cất lời. Chuyện này là đương nhiên rồi, là dựa theo sắp xếp của Linh Đạo Hữu. Hàng Lập chỉ gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không để ý. Linh Vương nghe thấy vậy thì sau khi tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía lối ra vào. Thân hình của Hàng Lập cũng lóe sáng, hóa thành một đạo hư ảnh nhạt nhạt theo sát phía sau. Sau khoảng thời gian cạn chén trà, toàn bộ vệ sĩ linh tộc đang đứng canh gác tại Phục Linh Sơn, đột nhiên nghe được hai tiếng ầm ầm loáng thoáng phát ra từ chỗ nào đó trong lòng núi, chấn động làm cả tòa thánh sơn hơi lắc lư, ngay cả chỗ của bọn chúng đứng mà cũng cảm nhận được. Những tên linh tộc này thực sự là kinh hãi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết việc này khẳng định có liên quan đến Hàng Lập, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tất nhiên họ không cách nào tưởng tượng được nếu như không có lệnh của linh vương đích thân truyền xuống bọn họ tất nhiên sẽ không dám đi qua chỗ ấy để kiểm tra tình hình trong lòng núi phục linh sơn vốn dĩ ban đầu cả tòa đại sảnh này được bao phủ bởi một màn sáng lúc này lại hóa thành từng điểm bạch quang vỡ vụn thành từng mảnh trong đại sảnh hàng lập đứng đối diện với lão giả từ xa nhìn nhau nhưng sắc mặt của hai người lại hoàn toàn bất đồng thân sắc của hàng lập lạnh nhạt hai tay để ở sau lưng toàn thân không thấy có chút nào đặc biệt cả So với lúc trước, khí tức trên người của Linh Vương còn cường đại hơn vài phần. Sau lưng lại hiện ra một cái Phật tượng toàn thân một ra đầy yêu một màu trắng nhạt. Nhưng khuôn mặt đặc biệt khó coi. Vùng lân cận xung quanh thân hình hắn có rất nhiều thanh đoạn nhẫn lóng lánh. Đúng lúc này đang vây toàn bộ thân mình vào trong đó. Mà ở chỗ hư không giữa hai người, một khẩu đoạn nhẫn lớn màu đen thui dài hơn 10 trượng đang trôi nổi ở giữa không trung, nhưng cái lưỡi đoạn nhận không ngờ không cánh mà bay, đồng thời miệng vết gãy trên thân còn sót lại bóng loáng như tấm kính, giống như bị cái gì đó cương ngạnh mà chém mất. Đậu hữu đã xuất thủ hai lần rồi, lúc này có thể ra một chiêu cuối cùng rồi đó. Hàng Lập không chút vội vã nói. Được rồi, một chiêu cuối cùng cũng không sợ còn xuất ra nữa đâu. Quả nhiên thần thông của hàng đậu hữu so với lợi đồng còn đáng sợ hơn rất nhiều đó. Cho dù lão phu có ra tay thêm nữa, à, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi sắc mặt của linh vương bỗng nhiên giãn ra lộ ra vài phần cười khổ rồi nói tiếp theo hắn vung tay áo lên một tay bấm niệm pháp quyết thanh đoản nhận màu đen lóng lánh cùng phật tượng màu bạc sau lưng tất cả đều lóe lên rồi bị hắn thu vào <laughs> linh huynh quá khách sáo rồi đạo hữu vừa rồi cũng không xuất ra thần thông áp trụng chính thức của mình mà nếu không thì hàng mổ cũng không có khả năng tiếp đón được hai chiêu dễ dàng vậy đâu hàng lập cười hắc hắc ta quả thật là còn có vài loại thần thông bảo mệnh nhưng chẳng phải đạo hữu cũng không thi triển ra thủ đoạn thật sự đó hay sao bất kể là như thế nào lúc này đây lão phu cũng đã tâm phục khẩu phục rồi tên chân tiên bị ta trấn áp cũng để cho đạo hữu tự ý xử trí vậy nhưng lão phu còn có một điều kiện nếu đạo hữu có năng lực chém chết cái tên tiên nhân này á nhất định phải làm việc này trước mặt lão phu nếu không thì lão phu cũng không thể nào an tâm được linh vương mang theo vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói Chuyện này không có vấn đề gì, tại hạ gần đây đã luyện thành một kiện bảo vật, xem như cũng đúng lúc thử công dụng của nó. Hàng Lập đáp ứng, nói một câu đầy thâm ý. Linh Vương nghe thấy vậy thì mặc dù không hiểu được thâm ý trong lời của hắn, nhưng thấy đối phương đã đáp ứng lời đề nghị của mình, nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cũng không nghĩ và nói thêm câu gì nữa, liền dẫn Hàng Lập trời khỏi đại sảnh đi ra bên ngoài. Nửa tháng sau, cấm chế bên trong Phục Linh Sơn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo cầu vòng màu xanh lá cây bắn nhanh lên không trung. Sau một cái chớp động đã chui vào bên trong con thuyền màu đen xuất hiện ở chỗ vùng trời lân cận. Sau một lát con thuyền màu đen nổ vang một tiếng đã bay về phía phương xa. Cùng lúc đó, Hàng Lập đang ngồi ngay ngắn bên trong một khoang thuyền ở tầng mật thất thấp nhất. Một tay vuốt ve cái bình nhỏ màu xanh lục sắc mặt thay đổi liên tục. Hai ngày trước, giống như trong dự liệu của mình, hắn dựa vào thần niệm cường đại thực sự đã thành công xua hồn thuộc được trên tiên nhân đang bị phong ấn đó không phải nói là chỉ thành công siêu hồn được một nửa thôi hắn tuy thành công xâm nhập đến trong thức hải của đối phương nhưng không ngờ lại phát hiện ra hơn phân nửa những chỗ vị trí trí nhớ quan trọng đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó phong tỏa không cho hắn tiến vào mà hắn sau khi thăm dò hết những bộ phận thần thức khác quay trở lại tiếp xúc với những bộ phận trí nhớ kia của đối phương thì đầu đối phương lập tức nổ tung lên giống như quả dưa hấu vậy chẳng những trong chớp mắt toàn bộ thần niệm tinh hồn của tiên nhân bị phong ấn hóa thành hư ảo thậm chí ngay cả thân hình của hắn dưới sự ảnh hưởng của cổ lực lượng quỷ dị kia cũng hóa thành tro tàn kết quả như vậy chẳng những khiến cho hàn lập có phần hơi bất ngờ mà ngay cả linh vương đang quan sát bên cạnh cũng kinh ngạc không kém càng là trợn mắt há hốc mầm mặc dù như thế thông qua trí nhớ phát hiện ra lúc trước hàn lập cuối cùng đã hiểu rõ quan hệ của chiếc bình nhỏ mà hắn đang nắm giữ với mã lương cửu nguyên quan là như thế nào thậm chí còn biết được một thông tin đối với hắn quan trọng vô cùng Bình Linh lại có khả năng đang ẩn thân bên trong ma giới sao? Hàng Lập lẩm bẩm tự nói một câu, cả người lần nữa lại xa vào trong sự trầm tư. Tuy là hắn không thăm dò được làm thế nào mà đối phương lại trộm được trưởng thiên bình, cùng với việc vì sao lại phản bội chạy trốn khỏi cửa nguyên quan. Nhưng hiểu rõ trưởng thiên bình vì sao lại bị tách ra thành hai bộ phận và nguyên nhân nó lại lạc xuống hạ giới này. Cái vị tiên nhân đang bị phong ấn lúc còn ở tiên giới, vì trốn tránh cửa nguyên quan đuổi giết từng bỏ ra một cái giá rất đắt để trao đổi với người nào đó một cái tấm đại na di phù chuẩn bị chạy trốn tới một mảnh tiên vực khác nhưng kết quả là trong khi đang truyền tống lực lượng phù lục chẳng biết tại sao lại bị một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng chẳng những không thể truyền tống thành công mà ngược lại còn bị đánh thẳng xuống hạ giới rời khỏi tiên giới một cách kỳ lạ mà trong quá trình này trưởng thiên bình vốn đang bị hắn tạm thời miễn cưỡng phong ấn cũng đột nhiên dốc sức liều mạng đấu tranh hắn có phần kinh hãi vội vàng dùng các loại bí thuật để trấn áp nhưng đã không còn kịp rồi. Không ngờ lại để cho cái bình linh này thi triển một loại thần thông thiên phú bất tri bất giác, trực tiếp từ một mà phân thành hai chạy thoát được, chạy vào hai giới diện khác nhau. Cũng may là cái tên tiên nhân bị phong ấn trong cái rủi lại gặp cái may, hắn dốc sức thi triển một loại pháp thuật có thể lần dấu theo dấu vết liều mạng đuổi theo cái bình linh ở xa kia. Kể từ đó, hắn mặc dù trong nhất thời không cách nào đuổi kịp bình linh, nhưng phương pháp lưu lại dấu hiệu vẫn còn, có thể lần nữa xác định được vị trí của bình linh để tìm lại mà hắn chỉ cần có thể tìm được bình linh dựa vào lực lượng cảm ứng của hắn muốn tìm lại đầy đủ để tạo ra trưởng thiên bình hoàn chỉnh cũng không phải là chuyện không thể nào nhưng đáng tiếc là cái vị chân tiên này tuy suy nghĩ chu đáo đó nhưng khi rơi vào linh giới đã bị lực lượng giao diện đã thương nặng một phen chẳng những toàn bộ thân thể gần như bị hủy mà một thân thần thông cũng bị tổn hại nghiêm trọng hắn rơi vào bước đường cùng mới ẩn nấp dưới đáy biển chậm chạp dùng linh vật thay thế đúc lại thân thể chân tiên cũng từng bước một lần nữa tu luyện lại thần thông đã mất trong thời gian này, hắn không chỉ một lần thi pháp, lần theo dấu vết, thông qua một phen điều tra mới có thể khẳng định cái bình linh hiện đang ẩn nấp ở chỗ giới diện kề cận nhân giới là bên trong ma giới. Hắn còn từng nhiều lần dùng hóa thân thay nhau lặng lẽ đi khắp linh giới, tìm các loại linh dược có công dụng hỗ trợ cho hắn. Mà ở quảng hàng giới của lôi minh đại lục, hắn cũng từng lặng lẽ lẻn vào một lần. Hàng lập ngày đó cũng từ trong giới diện này mang ra một đóa hoa sen màu bạc. Đối với tên tiên nhân này, trước có tác dụng để đúc lại thân thể, Chẳng qua là lúc hắn gặp nó thì hỏa hậu của nó còn kém một chút nữa, không cách nào ngắt lấy được. Mà linh dược khác lại đối với hắn lại là vô dụng, lúc này mới để cho linh dược này ở lại chỗ cũ. Tên thiên nhân này tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, không biết trải qua bao nhiêu năm về sau, hàng lập vậy mà lại có thể trực tiếp xâm nhập vào trong đó, cũng không chút khách khí nào ngắt lấy cái cây linh dược này đi. Chuyện này tất nhiên làm cho tinh thần của gã tiên nhân bị phong ấn này dày vò. Lúc này chính là lúc hắn đang đúc lại thân thể tiên nhân thậm chí không chờ cho pháp lực của bản thân khôi phục hoàn toàn đã vội vàng rời khỏi cung điện dưới đáy biển một đường tìm đến chỗ của hàng lập nhưng sự kiêu ngạo đã làm hại hắn tại chỗ vùng lân cận của nhân tộc đã bị linh vương người hiểu rõ rất sâu những chi tiết của tiên giới cùng thiên nhân bắt giữ hàng lập nghĩ lại những chuyện này trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác cảm khái vô cùng cổ tay hơi động nhẹ một chút từ bên trong cái bình nhỏ màu xanh đậm tức thì truyền đến tiếng chất lỏng đang nhẹ nhàng lưu động Chất lỏng này thực sự không phải là linh dịch để thúc đẩy sinh trưởng, mà là trước đó phí rất nhiều công sức từ trên thân thể của tên chân tiên bị phong ấn mới có thể rút ra một giọt linh huyết. Đã có giọt linh huyết này thì hắn cũng có thể thi triển thuật truy tung của đối phương. Kể từ đó, tin tưởng chỉ cần cái bình linh này thực sự đang ở bên trong ma giới, hắn có thể thi pháp tìm được vị trí chuẩn xác. Vừa nghĩ tới việc trưởng thiên bình khôi phục hình dáng chính thức, hắn có khả năng sẽ có được cái loại thần thông nghịch thiên, trong lòng của Hàng Lập cũng không khỏi dâng lên một loại nhiệt huyết. Mà dưới, Mà dưới sau, sau xem ra cần phải đi, đi đến đó một chuyến nữa rồi. rồi. Trong lòng của Hàng Lập nghĩ như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên người hắn, một tràng lông ngâm nhàn nhạt vang lên. Sau khi nghe được, Hàng Lập liền rung mình một cái, vội vàng thu cái bình nhỏ đang cầm trong tay vào. Cánh tay khác rung lên, lúc này một tấm lưng phiến màu bạc sáng rực từ bên trong bay ra. Sau khi quay tròn mấy vòng, liền chuẩn xác lừ lửng trước người của hắn. Bề mặt cái miếng lưng phiến hiện lên một đoạn cổ văn màu bạc chúng tự động sắp đặt trên không trung một chút rồi lập tức tập hợp lại với nhau tạo thành một đoạn văn tự ngắn hai năm sau chân long đảo đại hội quản linh đạo quả rốt cuộc thì cái hội này cũng được tổ chức rồi hàng lập nhìn đoạn văn tự phát ra từ miếng lân phiến trong mắt hiện lên một chút dị sắc <laughs> lần tụ hội này có lẽ sẽ xuất hiện không ít cường giả của các giới diện khác ta cũng nên đi xem qua một chuyến mở mang kiến thức một lần đó Thêm nữa là cái quản linh đạo quả khi ăn vào có thể tạm thời sở hữu quản linh đạo thể nữa. Cũng có vô cùng đối với mấy loại thần thông mà ta đang tu luyện. Nhất định phải nghĩ ra cách để chiếm được một quả mới được. Hứa hẹn mà nhà đầu Điền Phi Nhi khi lúc trước đã đáp ứng cũng tới lúc đến rồi. Thời gian 2 năm cũng đủ để cho ta đi tới ma giới xem xét một lần rồi. Nhưng trước đó cần phải nói cho Uyển Nhi một tiếng cơ đã. Nếu không lại để nàng phải lo lắng. Hàng lập trầm ngắm một lúc, rốt cuộc cũng đã có quyết định thì thào tự nói. Tiếp theo chỉ thấy tay của hàng lập khẽ vẫy lên hư không, lân phiến màu bạc lập tức bị thu lại tay kia vẫy một cái trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một tấm kính cổ màu xanh chỉ thấy hắn ném cái tấm kính này ra trước người một ngón tay nhanh chóng huy động vài cái ở phía trước lập tức một chuỗi văn tự màu trắng lóe lên rồi chui vào trong đó sau đó hàng lập lặng yên đứng trước mũi tàu chỉ một lát sau trên bề mặt tấm kính cổ bỗng xuất hiện chấn động từng dãy văn tự màu trắng giống như lúc trước bắt đầu hiện ra hàng lập chỉ nhìn lướt qua khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười Vị đạo lữ song tu của mình tuy chưa từng mở miệng khích lệ hắn bất cứ cái gì, nhưng trong tất cả những lời đối thoại của nàng luôn để lộ ra ý tứ nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận. Tay áo của hàng lập rung lên, ánh sáng màu xanh chật lóe, tấm kính bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Tiếp theo, cự thuyền màu đen nổ vang một tiếng, hàng lập bỗng chốc bay nhanh về phía trước với tốc độ gấp mấy lần lúc nãy. Hai tháng sau, nơi nào đó tại ma giới, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là một mảnh hoang vu mông lung, trên không trung đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang màu xanh sẫm rồi biến mất một khe hở không gian màu trắng hiện ra trong khe hở chợt có một bóng người lóe lên hàng lập cầm trên tay một thanh mộc kiếm màu xanh sẫm từ đó chậm rãi đi ra sau khi đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt hàng lập chợt khẽ châu mày mới nhìn thì thấy nơi này hoàn toàn lạ lẫm hẳn là trước kia chưa từng tới chỗ này lần này hàng lập có thể thuận lợi tiến vào ma giới một phần là do hắn tìm được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới cực kỳ yếu kém hai nữa là pháp lực của bản thân hắn cũng đủ mạnh để phát huy thanh huyền thiên trảm linh kiếm trong tay này năm đó tuy mặt giản ly cũng có thể nhờ vào tiết điểm yếu kém như vậy để lẻn vào ma giới nhưng tuyệt đối lão không thể nhẹ nhõm đơn giản như hắn lần này được mà vẫn có khả năng gặp nguy hiểm vẫn lạc nữa thế nhưng lần này tới ma giới chủ yếu là để tìm kiếm bình linh hắn không thèm để ý xem bản thân mình ở chỗ nào trong ma giới sau khi xác định được khu vực gần đó cũng không có bất kỳ tên ma tộc nào thì hằng lập hết nhẹ một hơi đột nhiên hắn há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh bên trong vòng sáng rõ ràng là một cái bình nhỏ màu xanh cao vài thốn được bao bọc ở bên trong miệng hàng lập phát ra một chữ trướng mười ngón tay giống như bánh xe điểm chỉ lên chiếc bình nhỏ bình nhỏ màu xanh hơi mơ hồ một cái sau đó đột nhiên biến lớn lên tại chỗ với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt nó đã biến thành một cái bình lớn hơn một trượng trên bề mặt bên ngoài xuất hiện từng đạo linh văn màu xanh sẫm to chừng ngón tay cực kỳ rõ ràng Lúc này tay áo của hàng lập trung lên, hơn trăm cái trận kỳ bay ra. Khi bắn ra bốn phương tám hướng, chúng chợt nhau nhau biến mất không một tiếng động. Hai tay của hàng lập biến đổi pháp quyết. Hư không bốn phía lập tức vang lên âm thanh ong ong. Vô số phù văn đủ mọi màu sắc bỗng nhiên hiện lên. Chúng cũng nhanh chóng tạo thành một cái quan trận cực lớn cỡ gần một mẫu, vừa vặn bao vây chiếc bình lớn ở vị trí trung tâm. Hàng lập lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Thân hình của hắn hơi trầm xuống, nhưng vẫn bay đến chỗ chiếc bình lớn trên không trung, thân thể của Hạng lập cũng mơ hồ một cái rồi bất chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở bên dưới nơi mà Hạng lập đang thúc giục một loại bí thuật nào đó chiếc bình lớn cùng với quan trận bên dưới lập tức liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất chợt sáng chợt tối một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên một cột sáng màu xanh lá từ trong miệng bình đột nhiên bắn ra lao thẳng lên trời cột sáng vừa lóe lên đã biến mất trong chín tầng mây trên trời cao cùng lúc đó một cổ chấn động quỷ dị hiện ra từ chiếc bình lớn nó điên cuồng khuất tán ra bốn phương tám hướng lúc này hàng lập từ từ nhắm hai mắt lại ngoại trừ trong miệng hắn vẫn khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh chú ngữ ra thì không còn thấy bất kỳ cử động nào khác nữa bên trong một không gian thần bí nào đó tại ma giới ở ngọn nguồn một cái ao nước có một giọt dịch thủy màu bạc nhạt đột nhiên mấy phiến đá bên dưới đó phát ra vòng ánh sáng bảo vệ một cái quan trận cực lớn xuất hiện như có như không bên trong quan trận sau khi mấy cái phụ văn quay tròn tụ lại cùng một chỗ bỗng một cái lỗ thủng đen xì chợt hiện ra, sau một khắc ngay tại chỗ xuất hiện chấn động cũng có một cục sáng màu xanh sẫm bắn ra, sau một cái chớp động cục sáng chẳng những xuyên thủng qua ao nước mà còn trực tiếp biến mất ở chỗ cao nhất ở trên không gian thần bí. thần sắc của hàng lập khẻ động mặt mũi hắn lập tức tràn đầy vẻ vui mừng mở hai mắt ra. vậy mà thực sự có cảm ứng rồi bình linh này thực sự lỡ trong ma giới xem ra hiện tại thực sự là thiên đại cơ duyên đã đến rồi sau khi hàng lập vừa thu lại pháp quyết hắn đứng dậy cảm ứng phương hướng một chút mặt mũi lúc này đã tràn đầy vẻ hưng phấn thân hình của hàng lập lắc lư tại chỗ một chút hai tay nhanh chóng vung lên xung quanh lúc này quan trận cực lớn phát ra một tiếng trầm đục sụp đổ rồi tiêu tán một lần nữa chúng hóa thành hơn trăm cây trận kỳ bay trở về chiếc bình lớn thì tự cuốn lấy cái vòng sáng bảo vệ nó tự động thu nhỏ lại rồi trực tiếp hóa thành một quan cầu màu xanh bắn về nhập vào trong cơ thể của hàng lập Hàng Lập đứng tại chỗ dậm chân một cái, ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể lóe lên, hắn hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng bắn đi. Chỉ sau hai cái nháy mắt, thân ảnh của Hàng Lập đã biến mất ở phía cuối chân trời. Từ lúc này trở đi, cứ cách mấy ngày, Hàng Lập lại thi pháp một lần, ngày đêm không ngừng nghỉ cảm ứng phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, mặc dù hắn cũng đụng phải một ít ma tộc, ma thú và thành trì của ma tộc, nhưng Hàng Lập không có ý tứ dừng lại chút nào, hắn trực tiếp thi triển độn thuật vượt qua trên không trung. Với thần thông hiện nay của hắn, nếu toàn lực phi hành chỉ sợ toàn bộ ma giới cũng không có mấy người có thể đuổi theo được. Nếu là một vài tên ma tộc bình thường có nghe thấy thì cũng chỉ nghe được vài tiếng xé gió suy suy mà thôi. Căn bản là không thể thấy được thân ảnh trong động quan của Hàng Lập. Bọn chúng chỉ có thể ở tại chỗ nghi thần nghi quỷ cả nửa ngày, không thấy có gì khác lạ mới dám tiếp tục lên đường. Nửa năm sau, trên đỉnh một ngọn núi đen nhánh, Hàng Lập đứng trên một cây đại thụ che trời, hai tay hắn để ở sau lưng ngắm nhìn cái tầng sương mù đang bao phủ mặt biển đen ở xa xa trên mặt hàng lập hiện ra vẻ trầm ngâm mà nguyên hải đúng là chỗ này rồi chẳng lẽ cái bình linh kia lại đang ẩn thân ở chỗ này sao thôi được rồi cho dù có lỡ đâu đi chăng nữa thì có thể ngăn cản được ta hay sao đây cùng lắm thì thử dùng mang lực một chút trực tiếp phá vỡ rồi lại tiến vào bên trong một chuyến là được rồi vẻ mặt của hàng lập thay đổi vài lần sau đó rốt cuộc hắn cũng đã hạ quyết tâm một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết trên không ngọn núi khổng lồ lúc này xuất hiện một cái hồi chấn động rồi ở ngay chỗ đó bỗng lẳng lặng hiện ra một chiếc thuyền lớn đen kịch đúng là mặt linh thánh thuyền bởi vì phi hành bằng con thuyền này gây chú ý quá mức cho nên lúc trước hắn một mực không dùng đến nó hiện tại đã đến ma nguyên hải rồi chỗ này chẳng có bao nhiêu nơi có dấu vết của người hoạt động thành ra hàng lập có thể lấy nó ra mà sử dụng cùng lúc đó sau lưng của hàng lập vang lên một tiếng nổ sau một hồi mờ ảo thân hình của giải đạo nhân cũng thoáng hiện ra Dễ huynh, có lẽ người rõ ràng cái tình hình ma nguyên hải này hơn ta rồi. Lộ trình tiếp theo chắc là phải làm phiền đạo hữu một chút rồi. Ta sẽ cố hết sức. Giải đạo nhân nhìn thoáng ra ma hải ở xa một chút rồi nhàn nhạt trả lời. Hàng lập mỉm cười, sau đó tay áo hắn rung lên. Một vòng bảo vệ màu xanh lá chợt xuất hiện bao phủ xung quanh. Thương ảnh của hai người lúc này lóe lên trong màn hào quang rồi không thấy đâu nữa. Sau một khắc, ở lối vào của chiếc thuyền lớn ánh sáng màu xanh dao động thân hình của hai người mơ hồ một chút rồi lại hiện ra lần nữa không cần hàng lập ra lệnh một đám vệ sĩ khôi lỗi được bố trí trên thuyền lập tức di chuyển bên ngoài chiếc thuyền đen hiện lên một màn sáng màu đen sau đó vang lên một tiếng nổ cả con thuyền đã lao đi vào trong biển rộng vô số lôi điện điên cuồng oanh kích xuống nhưng cái màn sáng bên ngoài chiếc thuyền lớn màu đen vẫn vững vàng bất động nhìn như nó không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào vậy sau một cái nháy mắt chiếc thuyền đã nhập vào trong màn sương mù dần dần biến mất hơn nửa tháng sau, chiếc thuyền lớn màu đen dừng lại không nhúc nhích phía trên bầu trời một hòn đảo lớn xanh biếc. Ở phía trước cách đó không xa, quan trận lớn gần một mẫu cùng chiếc bình lớn lại xuất hiện, lại tiếp tục chớp động chợt sáng chợt tối cùng cái màn hào quang. Hàng Lập đứng ở phía trước chiếc thuyền lớn, một tay hắn bấm niệm pháp quyết đang thúc giục cái bí thuật nào đó. Hào quang lóe lên trên miệng chiếc bình lớn, một cục sáng thô to từ đó chợt bắn ra. Đúng thời điểm đó, ở chỗ sâu trong hòn đảo lớn đột nhiên truyền ra một âm thanh quát hỏi lạnh lùng. Là ai? Là cái thằng to gan nào dám xông vào khổ linh đảo? Vừa dứt lời, ở vị trí trung tâm hòn đảo truyền ra một tiếng rống to. Một con dao lông ba đầu thân dài trăm trượng màu đen từ đó lao ra. Ở cái đầu chính giữa của con hắc dao ba đầu này có một gã hai mắt màu tím nhạt đang đứng ở đó. Là một gã thanh niên áo đen trên mặt đằng đằng sát khí. Hàng lập là ngươi? Ngươi tiến vào thánh giới từ khi nào vậy? Thanh niên vừa nhìn rõ khuôn mặt là hàng lập. Lúc này trong nội tâm gã đang cảm thấy rùng mình hỏi một câu. Người vừa tới vậy mà lại là một trong ba thủy tổ của ma tộc Nguyên Yểm Sao vậy? Chẳng lẽ tại hạ không thể tới đây sao? Nhưng mà ta cũng đã tới đây rồi. Hàng Lập cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, pháp quyết trong tay không ngừng lại chút nào, miệng thì nhàn nhạt trả lời lại một câu. <laughs> hàng đạo hữu không hảo hảo ở lại nhân giới đi, lại đến khổ linh đảo lần nữa làm gì vậy? Ngươi bây giờ đã tiến vào cảnh giới đại thừa rồi, tẩy linh trì cũng chẳng còn có chút tác dụng nào với ngươi nữa mà, Nguyên hiểm nhìn giải đạo nhân sau lưng của Hàng Lập, rồi lại nhìn thoáng qua quan trận dị thường dễ gây chú ý cùng cái chiếc bình lớn kia. Gã âm trầm nói. Nguyên đạo hữu không cần phải đa tâm đâu, ta không còn có chút hứng thú nào với tẩy linh trì nữa rồi. Lần này tới đây là ta muốn tìm một đồ vật khác, sau khi tìm được sẽ lập tức rời đi thôi. Thân sắc của Hàng Lập không thay đổi, trả lời. Tìm cái gì? Cái này thì Nguyên Huynh không nên hỏi nhiều đâu. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời vừa dứt lời ngón tay của hàng lập bắn ra một đạo pháp quyết vào quan trận bên dưới lúc này một cột sáng màu xanh sẫm từ trong miệng bình bắn ra ngoài bay thẳng lên trời cao Thế vậy sắc mặt của nguyên hiểm thay đổi nhưng sau khi do dự một chút thì gã cũng không có ý định lên ngăn cản chỉ là sắc mặt bỗng âm trầm như nước tuy sự việc hàng lập chém giết tiên nhân vẫn chưa lan truyền đến ma giới nhưng sự tình hắn cùng bảo hoa năm đó liên thủ diệt sát minh trùng mẫu cũng đã làm cho gã sớm cực kỳ kiên kỵ hàng lập rồi cộng thêm việc ở nơi như khổ linh đảo này vốn ma khí rất là thưa thớt có lực áp chế nhất định đối với ma tộc nguyên hiểm lại càng không nguyện ý ở tại chỗ này tranh đấu cái gì với hàng lập cả đương nhiên việc giải đạo nhân đứng ở một bên nhìn chằm chằm cũng là một nguyên nhân khiến cho gã không dám có ý trở mặt với hàng lập cho nên sau một hồi tự định giá nguyên hiểm dứt khoát đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hàng lập ở bên dưới ồ vị trí tọa độ này quả, ừ, quả, quả nhiên lỡ đây rồi. rồi. Hàng Lập chỉ cảm ứng một chút thì lập tức hắn đã có kết quả. Tay áo rung lên, vừa thu lại cái bình cùng trận kỳ xong thì lập tức hắn cùng giải đạo nhân hóa thành hai đạo cầu vòng phá không bay đi. Nguyên hiểm thấy vậy cũng không do dự chút nào, liền bay theo sát nút. Tốc độ phi độn của ba người dĩ nhiên là cực nhanh, vì vậy mà trong nháy mắt đã bay đến bên trong cự đảo. Từ đằng xa có thể nhìn thấy ngay trước mặt là một ngọn núi trông rất có vẻ bình thường. Bỗng nhiên có một âm thanh trầm đục từ trên ngọn núi truyền đến, rồi từ chỗ đó một cột sáng màu trắng đục phóng lên cao. Tiếp theo cảnh vật phía trước lập tức giống như một tấm gương vỡ tan ra, từ giữa hiện ra hai ngọn núi xanh biếc và một cái sơn cốc giàu dạt linh khí. Cột sáng màu trắng đục đúng là được tuôn ra từ trong sơn cốc này. Linh tiêu thiên trụ Hàng lập vừa thấy cột sáng xuất hiện, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thời điểm lần trước hắn đến đây, cột sáng linh khí này phải là sau khi xóa bỏ cấm chế mới xuất hiện. Mà hiện giờ, người còn chưa tới, tại sao cục sáng này lại đã tự động xuất hiện trong khổ linh cốc rồi? Hàng Lập suy nghĩ thật nhanh, đang cân nhắc nguyên nhân tại sao, thì trên người bỗng nhiên có âm thanh ong ong vang lên. Một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra. Sau khi mơ hồ một cái thì lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh mờ ảo, bay thật nhanh về phía cục sáng ở xa xa. Hàng Lập vô cùng bất ngờ, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Một cái bàn tay thật lớn lập tức xuất hiện rồi chụp nhanh về phía trước, đồng thời một cổ sức lực vô hình rất lớn tuôn ra trong nháy mắt để tóm được cái đoàn ánh sáng màu xanh kia ở chỗ cách xa mấy trăm trượng. Sau khi đoàn ánh sáng màu xanh tắt đi, hiện ra một vật đúng là chiếc bình nhỏ màu xanh đậm. Mà trên mặt ngoài của chiếc bình nhỏ vào lúc này, đang hiện ra vô số ký hiệu màu xanh sẫm. Cả vật thể cũng gần như trong suốt, đang không ngừng rung động, dường như là đang liều mạng dãy dụa để thoát khỏi giam cầm. Gần như cùng lúc này, cột sáng màu sáng đục cách đó không xa lại chợt truyền ra tiếng kêu chói tai một đoàn ánh sáng vàng bên trong đó lóe lên rồi giống như lưu tinh bắn nhanh về phía của hàng lập bên này hàng lập trong lòng rùng mình không cần suy nghĩ xuất ra một chưởng chợp về phía xa xa lúc này trên không trung chỗ đoàn ánh sáng vàng dao động một cái lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng kim năm ngón tay mở ra nhanh như thi chớp đã chộp được cái đoàn ánh sáng vàng ở bên dưới vào trong tay bên trong đoàn ánh sáng vàng đột nhiên vang lên âm thanh suy suy rất lớn vô số sợi tơ màu xanh từ trong đó bắn ra bàn tay khổng lồ màu vàng kim nhìn như kiên cố không thể phá vỡ, vậy mà lại trong nháy mắt đã bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ. Sau một chút rung rẩy, liền biến thành nhiều điểm ánh sáng nhỏ tán loạn biến mất. Mà đoàn ánh sáng màu vàng này tiếp tục mơ hồ một cái, lập tức kéo dài qua vài dặm rồi xuất hiện bên cạnh chiếc bình nhỏ màu xanh sậm. Sau khi ánh sáng màu vàng tiêu tán hết, bên trong hiện ra một cái bình nhỏ màu vàng nhạt chiếc bình nhỏ này so với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm thì có hình dáng bên ngoài giống nhau như đúc chỉ khác là nó có màu vàng nhạt cả vật thể đang có ánh sáng chớp động không ngừng khiến cho người ta có một loại cảm giác rất quỷ dị trông như không phải là thực thể vật ấy vừa mới hiện thân đã lập tức không nén nổi mà xông thẳng vào chiếc bình nhỏ màu xanh đậm dường như có ý định muốn hòa làm một thể với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm vậy Bánh! hào quang bên ngoài chiếc bình nhỏ màu xanh chợt mạnh lên một tầng quang văn xanh thẳm bất chợt hiện ra, thoáng cái đã bắn thẳng về phía chiếc bình nhỏ màu vàng. Chiếc bình nhỏ màu vàng nhanh như chớp lui ra xa mấy trượng, rồi hào quang mới một lần nữa ngưng tụ, ổn định lại thân hình. Trên thân bình có hai điểm ánh sáng màu vàng lóe lên, rồi hiện ra một đôi mắt màu đen to cỡ hạt đậu vô cùng quỷ dị, nhưng lại lộ ra vẻ giật mình trong cực kỳ nhân cách hóa. Tiếp đó cái bình nhỏ màu vàng này lại động đậy, tấn công một cách điên cuồng xung quanh cái bình nhỏ màu xanh, nhưng bất kể là thi triển thủ đoạn nào cũng đều bị tầng quan văn xanh thẳm kia không khoan nhượng đẩy ra làm cho nó hầu như không thể nào tiếp cận được với cái bình nhỏ màu xanh đôi mắt màu đen trên chiếc bình nhỏ màu xanh không khỏi chớp nháy liên tục bắt đầu hiện ra vẻ vô cùng lo lắng cùng một lúc ở cách đó không xa hàng lập đang bấm niệm một loại pháp quyết tiên giới nào đó thấy vậy thì lại thở phào một hơi đem cái kiện bình nhỏ phỏng chế phẩm kia dung hợp với bản thể trưởng thiên bình phương pháp khống chế tạm thời chiếc bình này quả nhiên vô cùng hữu hiệu đối với cái bình linh kia. Chẳng trách vị tiên nhân mã lương kia khi dán xuống giới này đã được ban thưởng kèm theo cái kiện bảo vật phỏng chế như vậy. Tám chín phần mười là vị cửu nguyên đạo tổ kia cũng có ý định tương tự. Trong lòng của hàng lập nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào. Quay người chớp lên một cái, từ từ bay tới gần chỗ hai cái bình nhỏ kia. Nguyên nghiệm thánh tổ luôn bám sát phía sau, cũng bị một màn ngoài dữ liệu này làm cho hoảng sợ trợn mắt há mồm. Hắn và hai đại thủy tổ khác vẫn luôn thay phiên nhau trấn thủ ở cái khổ linh đảo này đã hơn mấy vạn năm, vậy mà vẫn không biết được trên đảo này có tồn tại loại dị bảo như thế này. Cái bình nhỏ màu vàng này tuy rằng còn chưa có chân chính hóa hình, nhưng rõ ràng là đã thực sự thông linh rồi, giá trị của nó tuyệt đối to lớn không kém so với Huyền Thiên chi bảo. Còn chuyện mà tại sao hàng lập lại biết cái bảo vật này ở đây, hơn nữa trên người lại có một kiện bảo vật khác tương tự có liên quan mật thiết với nó. Đối với vấn đề đó thì cái vị thủy tổ ma tộc này cũng không thèm tiếp tục suy nghĩ nguyên do làm gì nữa. Ngược lại trong lòng của hắn nóng lên, đang định tiếp tục theo dõi Hàn Lập. Nhưng vào lúc này tại nơi gần đó vang lên tiếng sát đánh, giải đạo nhân lại xuất hiện chắn ngang trước người hắn. Trên thân giải đạo nhân đang có vô số tia sét màu bạc lượn lờ, không nói một lời mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng của nguyên nghiệm thánh tổ có chút ấn lạnh, lập tức dừng lại, đôi mắt màu tím liếc tới cái bóng dáng của Hàn Lập ở đằng xa, rồi nhìn lại gương mặt vô cảm của giải đạo nhân khiến cho hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chừ trong lúc nhất thời không biết là có nên cứng rắn vượt qua hay không mặc dù là hắn chưa có bao giờ giao thủ với hàn lập nhưng năm đó trong thời điểm tu vi của đối phương còn là hợp thể kỳ đã có thể giữ được tánh mạng trong tay của mình thiết nghĩ sau khi tiến giai đại thừa thì thực lực còn đáng sợ hơn lời đồn đãi không ít lại còn có một cái ngụy tiên khôi lỗi có thực lực không giống như đại thừa bình thường đang ở bên cạnh như hổ rình môi tuy rằng hắn luôn luôn tự cho là mình rất mạnh cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có thể thực sự đánh bại được đối phương giành được bảo vật kia lại càng là chuyện mơ mộng nếu mạo muội ra tay cung lắm cũng chỉ là chọc giận đối phương thêm mà thôi kết quả bản thân chắc chắn sẽ có thêm một gã đại địch sinh tử chân chính nguyên nhiễm thủy tổ cẩn thận cân nhắc một phen trong lòng thầm than rồi lựa chọn bỏ qua những suy nghĩ khác và bình tĩnh dừng lại tại chỗ quan sát hành động tiếp theo của hàng lập Vị ma tộc thủy tổ này thực sự là không biết mình đã bỏ lỡ mất đi bao nhiêu cơ duyên rồi. Bảo vật thông linh trong mắt hắn kia thực tế lại là một món chí bảo mà đến tận như đạo tổ tiên giới cũng phải coi trọng vạn phần. Nếu như mà hắn biết được lai lịch thực sự của trưởng thiên bình kia, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, vị ma tộc thủy tổ này cũng sẽ tuyệt đối không có trơn mắt mà nhìn cái bình kia rơi vào tay của hàng lập như vậy. Cùng một lúc, hàng lập gần như đã tiếp cận đến rất gần cái chỗ hai cái bình nhỏ kia, đồng thời hành động cũng vô cùng thận trọng, mặc dù đối phương chỉ là một cái bình linh không có thực thể, nhưng vừa rồi đối phương đã dễ dàng đánh tan bí thuật của mình, trong lòng hắn đã sớm quyết định phải hành động thật cẩn thận, tuyệt không dám xem đối phương là linh vật bình thường. Bình nhỏ màu vàng sau vài chục lần liên tiếp không thể vọt tới bên cạnh cái bình nhỏ màu xanh, rốt cuộc cũng ngừng cái loại hành động điên cuồng vô nghĩa này lại, rồi dừng ở bên cạnh trong hư không, đôi mắt màu đen nhìn chầm chầm về phía hàng lập bên này. Biểu hiện của nó có vài phần nghi hoặc, lại có vài phần ngưng trọng, Hàng Lập thấy vậy ngược lại nhẹ thở ra một hơi. Chỉ cần cái bình linh này không có vừa gặp mặt đã công kích hoặc bỏ chạy thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, một tay áo rung lên, một cái phù lục màu vàng kim trong tay áo không một tiếng động nổ tung ra. Lập tức một mảnh xương màu màu xanh dày đặc từ trong tay áo hắn cuồn cuộn tuôn ra. Sau một trận quay cuồng đã bao phủ toàn bộ hư không trong phạm vi cho phép vào bên trong. Hàng lập và hai cái bình nhỏ tức thì bị sương mù dày đặc hoàn toàn che phủ biến mất cho dù lấy thần thông của nguyên nghiệm thủy tổ thì thần niệm cũng không cách nào xuyên qua được vì ma tộc thủy tổ này thấy vậy sắc mặt hơi đổi thầm nghĩ may mắn là vừa rồi mình không động thủ bên cạnh đó đối với cái loại thần thông có thể ngăn cản thần niệm này của đối phương tuyệt đối là khiến cho người ta rất đau đầu thời gian trôi qua từng chút một biển sương mù màu xanh kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra mà sương mù lại cũng yên lặng không hề thay đổi chút nào nguyên nghiệm thấy vậy thì châu mày nhưng lại không thể thực sự yên tâm để cho một mình hàng lập ở lại trên đảo sau khi hắn âm thầm dò xét một chút thì triệu hồi ra một con hắc dao ba đầu bản thân bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa ở trên thân hình khổng lồ của nó chờ đợi một chút như vậy thế nhưng cũng đã trôi qua 7 ngày 7 đêm đang lúc trong lòng nguy hiểm cảm thấy sắp hết kiên nhẫn vừa tính toán có nên đi xem xét một chút sự việc đang diễn ra bên trong biển sương mù hay là không thì một tiếng thét dài vô cùng vui vẻ từ trong biển sương mù truyền ra sương mù màu xanh bắt đầu cuồn cuộn khởi động đụng quang chợt lóe một đảo thanh hồng từ trong biển sương mù bay nhanh ra bóng người nhoáng một cái hàng lập thần thái sáng loáng xuất hiện ở trước người nguy hiểm sau khi nhìn gã một cái thì mỉm cười nói ô đậu hủ còn chưa bỏ đi sao tại hạ đã khiến cho nguyên huynh chờ lâu rồi hơ đảo này là ở bên trong ma nguyên hải làm sao có thể để một mình gã dị tộc như ngươi lại chứ chuyện của ngươi đã xử lý xong chưa vậy nếu như mà đã thu được bảo vật rồi á thì vậy hãy nhanh chóng rời đi Nguyên hiểm từ trên thân thể khổng lồ của Hắc dao đứng dậy, tức giận nói: "Cho dù đạo hữu không nói thì tại hạ không có ý định ở lại đây đâu. <laughs> không biết cái lần tiếp theo có thể gặp lại đạo hữu là chuyện bao lâu sau này nữa." Hằng Lập ngáp một cái, cảm giác vui sướng trong lòng cũng không có giảm bớt chút nào. Tiếp theo hắn cũng không nói thêm gì với cái vị thủy tổ ma tộc trước mắt nữa. Sau khi gọi giải đạo nhân một tiếng thì hai người liền bay trở về theo con đường mà lúc trước đã đến đây. Nguyên hiểm sau khi thấy độn quang của hai người đã đi xa, Sắc mặt mới biến đổi trở nên vô cùng âm trầm. Trong mật thất trên con thuyền lớn màu đen, Hàn Lập đang vuốt vuốt một cái bình nhỏ màu xanh biếc mượt mà trong tay, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Một hồi lâu sau, hắn mới thu cái bình nhỏ lại rồi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Lại nói, quá trình hắn thu phục cái bình linh cùng với chuyện xảy ra bên trong biển sương mù 7 ngày 7 đêm rốt cuộc là gì, bất luận là sau khi Hàn Lập trở lại nhân tộc hay là sau khi phi thăng tiên giới, hay cả đến khi trở thành tồn tại chí tôn một phương ở thiên giới cũng đều chưa bao giờ lộ ra cho người ngoài biết nửa phần. Chuyện này khiến cho không ít hảo hữu cùng môn nhân đệ tử đều âm thầm đoán mò rất lâu mà không tìm ra đáp án. Mấy tháng sau, trên không một cái khe sâu không thấy đấy nổi tiếng nhất ở ma giới. Một chiếc thuyền lớn màu đen đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Hàng lập và giải đạo nhân bay ra ngoài, đang sóng vai tìm kiếm gì đó ở bên dưới. Ở chỗ này phá giới là có thể đi đến Ly Long Đảo, nơi gần nhất với Ma khai giới rồi. Cái tên phàn bào tử này nói rất là hàm hồ, hắn nói sẽ có sứ giả Long Đảo đặc biệt đưa đón chúng ta, nhưng lại không cho biết vị trí chuẩn xác, việc này có chút phiền phức rồi đây. Hàng lập cười khổ thì thào vài tiếng, một tay bấm niệm thần chú, rồi điểm một cái về phía chiếc thuyền lớn màu đen. Lúc này mặt linh thánh thuyền vù một tiếng rồi thu nhỏ lại, sau một cái chớp động đã bay vào trong tay áo của Hàng lập. Tiếp đó Hàng lập trảo một cái vào trong hư không, vết kiếm màu xanh trên tay nhón lên, trong tay lập tức có thêm một thanh một kiếm màu xanh sẫm hùng hăng chém xuống phía dưới ngay khi một đạo kiếm quang xanh thẳm cuốn quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sâu tận dưới đáy hẻm núi bên dưới truyền lên cùng với những chấn động kịch liệt một vết nứt không gian mờ mờ vững vàng xuất hiện đi hàng lập khẽ quát tay bấm pháp quyết cự thuyền màu đen ở sau lưng hắn vang lên những tiếng ầm ầm sau đó thu nhỏ lại thành một quả cầu nhỏ rồi lóe lên bay vào người của hắn đụng quang thấp thoáng một đạo thanh hồng cùng với một đạo ngân cung lao về phía dưới cũng lóe lên rồi xuyên qua sau khi vết nước không gian từ từ khép lại hẻm núi phía dưới lại bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu một lát sau trên khoảng không chỗ chiếc thuyền lớn màu đen lúc trước xuất hiện một chấn động khác một đóa sen màu vàng nhạt rộng khoảng một trượng đột nhiên hiện ra bên trong có một nam một nữ đang đứng nam thì khoác một bộ y phục màu vàng không rõ diện mạo nữ thì lại khoác áo bào trắng đầu tóc lấp lánh chân trần chính là bảo hoa à, cuối cùng thì người này cũng rời đi xem ra quả thật là hắn đến đây chứ chỉ chỉ có muốn cái bảo vật thông linh mà nguy hiểm nhắc đến có điều vết nước không gian mà hắn vừa đi qua dường như không phải là con đường quay trở về linh giới mà hắn là ma khai giới chứ so với thánh giới chúng ta giới chuyện này còn cường đại hơn nhiều chẳng biết hắn đến cái giới diện này làm gì vậy người khoác áo bào vàng nhìn về nơi vết nước không gian biến mất khoi nhẹ một tiếng rồi lên tiếng âm thanh có chút khàn khàn, bộ dáng như người bị bệnh nặng. Hà cớ gì niết bàn đạo hữu phải suy nghĩ nhiều lắm gì? Bất kể hắn đến giới diện khác làm gì, chỉ cần không dừng lại tại thánh giới chúng ta quá lâu là được rồi. Nếu không, với sự có mặt của một tên cường giả thâm bất khả trắc như vậy, chỉ sợ ta và ngươi đều không thể an tâm bế quan tu luyện rồi. Bảo Hoa hờ hững trả lời, kẻ mặc áo bầu vàng này đương nhiên cũng là một trong tam đại thủy tổ của ma tộc, là thủy tổ thần bí nhất, từ trước đến nay ít xuất hiện trước mặt người khác nhất niết bàn Điều này cũng đúng đó Nếu không ta và ngươi cũng không lập tức bí mật theo có khăn đến ngày đây Sau khi nhận được tin tức cũng nguy hiểm rồi Có điều nếu tin tức từ nhân giới bên kia truyền đến là đúng Thì một tên tiểu tử vừa tiến giai đại thừa không lâu như hắn Có thể chém giết tồn tại cỡ chân tiên Ở Dù cái tên tiên nhân này bị giới diện áp chế Cũng thật sự khó tin đó Niết bàn cười âm trầm Sau đó thắc mắc hỏi Đối với tin tức trọng yếu như vậy, có lẽ bên kia sẽ không có báo sai đâu. Nghe nói là sau khi tên chân tiên kia bị phần đông cường giả linh giới dây công, bị thương không nhẹ rồi mới để cho hắn ra tay thành công. Bảo Hoa từ tốn trả lời. Dù là như vậy, cũng có thể thấy tiểu tử này rất khó lường Ta và ngươi đều hiểu tồn tại càng cường đại thì càng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh mà. Đối với thầm cỡ chân tiên thì càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn áp trục nữa. Vậy mà lại trúng chiêu trong tay của hắn Xem ra thực lực chân chính của hắn cũng không thể lượng trước được đâu. Nghe nói hắn còn đoạt được chân hồn đăng. Hey, bảo trợ cấp bậc như vậy, nếu không phải ta và ngươi đều là người của thánh tộc, chúng ta không dùng được cái đan dược này. Nói không chừng cũng đã liều lĩnh tìm cách giữ hắn lại thánh giới rồi. Niết bàn trước thì cười hăng hắc, sau đó lại chật chật hai tiếng rồi nói. Đây là điều tất nhiên rồi, nếu đổi là chân ma đăng, ta và ngươi sao có thể để cho hắn dễ dàng rời khỏi thánh giới chứ? Nhưng đây có lẽ Niết bàn đạo hữu cách thiên kiếp phi thăng cũng không có xa, không biết có mấy phần nắm chắc có thể phi thăng thượng giới vậy. Bảo Hoa khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Nếu không bị trọng thương sau sự kiện Minh trùng Bảo, với thực lực ta đã tu luyện đại thành Niết bàn thánh thể, nếu không chừng ta thực sự có một hai thành cơ hội rồi. Hiện giờ mặc dù thương thế của ta đã khỏi hẳn rồi, sống ở trên thực tế, lực lượng bổ nguyên đã bị hao tổn quá nhiều đến lúc đó chỉ đành liều mạng dành lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi kia thôi niết bàn thở dài âm thanh có vài phần chán nản niết bàn huynh không cần bi quan vậy đâu có thể nói niết bàn thánh thể của ngươi nằm trong ba loại pháp quyết luyện thể nổi tiếng chư giới nói không chừng còn có thể giúp đạo hữu thành công vượt qua thiên kiếp nữa đúng rồi dường như cái tên hàng lập này cũng tu luyện niết bàn thánh thể tuy có vài điểm khác biệt so với đạo hữu nhưng quả thực đúng là công pháp này rồi không biết nhờ đâu mà hắn tu luyện thành nữa Bảo Hoa an ủi người mặc áo vàng vài câu, sau lại nhớ ra rồi nhắc đến chuyện này. Điều này cũng không có gì kỳ lạ cả. Niết bàn thánh thể giống được suy diễn từ một bộ ma công trụ cột nhất của thánh tộc ta, mà công pháp này của bổn tộc á, truyền khắp các giới. Bởi người khác suy diễn ra niết bàn thánh thể tương tự cũng là chuyện bình thường. Việc duy nhất khiến cho ta giật mình đó chính là cơ hội tu luyện thành cái loại thánh thể này gần như là bằng không. Năm đó ta cũng đã gặp rất nhiều cơ duyên mới có thể tu luyện thành công. Nếu phải tu luyện thêm một lần nữa Thì ta cũng không tự tin có thể đạt được cảnh giới như hiện nay rồi Nhưng bây giờ lại có một tên nên ngoại tộc tu luyện đến trình độ như vậy Thật khiến cho bổn tòa cảm khái Niết bàn cười khổ rồi trả lời Năm đó khi bắt gặp kẻ này thi triển thánh thể Thiếp thân cũng khiếp sợ như đạo hữu vậy Có thể thấy hắn là người của đại tạo hóa Tốt rồi, không bàn đến tên tiểu tử, tử nhân tộc này nữa Sau sự việc lần này Ta cũng có ý định bế quan không xuất hiện tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới phi thăng chân ma giới. Bẩu Hoa mỉm cười, sau đó nghiêm mặt rồi nói. Ừ, nhưng ngoại giới cứ giao toàn bộ trung nguyên hiểm xử lý là được rồi. <laughs> Trong hai người các ngươi, bổn tọa vẫn coi trọng ngươi hơn. Tuy ngươi từng trải qua một lần đại kiếp nạn, nhưng pháp lực lại còn hơn xưa. Cộng thêm việc tìm hiểu được linh vực, đại thần thông của thượng giới có lẽ có cơ hội phi thăng khá là cao đó. Niết bàn gật đầu, sau đó lại nói tiếp với giọng hâm mộ. <laughs> Hy vọng thật sự có thể như vậy đi, thiếp thân cũng không thể dừng mãi tại đây được, xin cáo từ đi trước đây. Bảo Hoa khẽ cười vài tiếng, sau đó dùng chân ngọc nhẹ nhàng dẫm lên đóa hoa sen màu vàng dưới chân. Ngay lập tức, hoa sen quay tròn một vòng, đột nhiên sinh ra một luồng nhu lực đẩy niết bàn ra. Tiếp đó, vô số cánh hoa nhanh chóng khép lại, biến thành một hư ảnh màu vàng phá không rời đi. Thấy vậy, niết bàn lắc đầu, tay áo hất về phía sau, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng phá không bay về một hướng khác. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên hẻm núi một lần nữa trở nên trống rỗng. Một tháng sau, tại một sườn núi bị bao phủ bởi rừng phong đỏ thẳm trải dài. Hàng đầu hữu nè, xem ra người đã sớm phát hiện có hai tên đại thừa của ma tộc vẫn luôn đi theo chúng ta. Giải đạo nhân nhìn về phía của hàng lập đang ngồi xếp bằng dưới cây, đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên là ta đã nhận ra rồi, một trong số đó có thể nói là người quen trước kia Có điều họ không chủ động ra tay cản trở hành trình của chúng ta Đương nhiên ta cũng không muốn để ý thêm rồi Hàng Lập hơi ngạc nhiên rồi trả lời Tuy cái ngụy tiên khôi lỗi này có linh tính nhất định Nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn Thì ra là vậy Giải đạo nhân gật đầu Sau đó lại im lặng không nói gì nữa Điều này khiến cho Hàng Lập sờ sờ cầm Trong mắt lóe lên thần sắc khác thường nếu ta nhớ không lầm lúc đang cùng chúng ta giao thủ thì cái tên tiên nhân mã lương kia từng nói ngươi là một cái tiên khôi lỗi chân chính chứ không phải là ngụy tiên khôi lỗi nói như vậy lúc trước dường như đạo hữu vẫn còn giấu giếm ta một vài điều nào đó hả hàn lập nhìn giải đạo nhân từ từ nói tiếp hắn có nói thật hay không ta cũng không rõ nữa ta cũng chưa bao giờ nói giấu giếm người điều gì cả giải đạo nhân lại trả lời với vẻ mặt hờ hững lời này của đạo hữu rất khó làm cho người ta tin tưởng được đó Hàng lập nhướng mày, bộ dáng có vẻ không tin. Bản thân của ta bị người khác hạ cấm chế, hiện giờ chỉ có thể bỏ niêm phong một bộ phận trí nhớ. Trừ khi đậu hủ tìm đủ tài liệu mà ta yêu cầu lúc trước, ta mới có thể xóa bỏ cái tầng cấm chế tiếp theo. Khi đó, dưới tình huống cho phép, ta mới có thể nói cho đậu hủ nhiều tin tức hơn nữa. Giải đậu nhân đáp lại với vẻ mặt không khác trước. Tốt, dưới cái dâu tình một mực giúp đỡ ta, ta tin lời của đậu hủ vậy, Vậy sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, hàng mẫu sẽ lại hỏi đạo hữu để biết được chi tiết thực tế nha. Hàng lập chớp mắt vài cái, bỗng nhiên mỉm cười. Giải đạo nhân không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ. Hàng lập lại ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa, bỗng phất tay một cái, một tấm lưng phiến lấp lánh màu bạc xuất hiện. Nó quay tích một vòng trên lòng bàn tay của hắn, sau đó trên bề mặt hiện ra hư ảnh vài văn tự hoàn toàn khác với mấy cái hàng lúc trước. Sư giả lòng đảo kêu quả là có bổn sự lớn nha, Chúng ta chỉ vừa đến giới này, kích phát cái tấm lân phiến thì đã lập tức có thể đến đây gặp mặt trong vòng một tháng rồi. Ngay từ đầu cứ nói rõ chuyện này ra là được rồi, hạ tất phải chia ra nói nhiều lần vậy làm gì chứ không biết nữa. Có điều nhẩm tính thì thời gian cũng không xây xích nhiều lắm, vậy cũng ổn rồi. Sau khi nhìn lướt qua văn tự trên lân phiến, Hàng Lập nhướng mày rồi nói. Đó là bởi vì trong đại hội đạo quả lần này, chân lòng nhất tộc chúng ta đã phái ra gần nửa số tộc nhân để nghênh đón khách quý của cường giả các giới mà một thanh âm dịu dàng bỗng vang lên xung quanh đỉnh đầu của hai người hàng lập. Đồng thời trên không trung xuất hiện dao động, một con dao lông ngũ trảo lăng không hiện ra. Sau lại lóe lên một cái rồi biến thành một nữ tử áo xanh da thịt trắng như tuyết. Trên đầu có một chiếc sừng ngắn, mỉm cười nhìn hàng lập. Điện thiên tử, chẳng lẽ sứ giả đến nghiên đón hàng mổ lại là đậu hữu luôn hả? Vừa thấy nữ tử áo xanh, hàng lập không khỏi ngạc nhiên. Nàng chính là người đã từng giao dịch với hàng lập một lần, Điện Thiên Nhi, Thế nào, bổng tiên tử đích thân đến đây nghênh đón lại khiến cho hàng huynh thất vọng hay sao? Điền Phi Nhi trên không trung thản nhiên cười rồi nói. <cười> Tất nhiên là không rồi, chỉ là lúc trước nghe nói tiên tử là một trong số những chấp sự của đạo quả đại hội, không ngờ lại đích thân đến đây. Hàng lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở nụ cười, khẽ chấp tay về phía không trung. Chấp sự gì chứ, chỉ là gọi cho dễ nghe mà thôi, chứ khác gì người hầu kẻ hạ đâu, số lượng tộc nhân của chân long tộc chúng ta quá ít vì vậy trước hết đành phải làm sứ giả tiếp khách vậy sao lại đảm nhiệm vai trò của chấp sự nữa điền phi nhi biểu môi một cái hời hợt đáp lại tiếp đó bóng người của nàng nhón một cái rồi xuất hiện tại một chỗ gần hàng lập cũng không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới sao vậy điền tư tử nghi ngờ tại hạ là kẻ giả mạo hả thấy ánh mắt cổ quái của đối phương hàng lập không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu không có gì ta thấy pháp lực của ngươi cũng không có tăng lên bao nhiêu cả sao có thể chém giết một tên chân tiên hàng lâm được nhớ ta nhắc nhở ngươi trước một câu nè đã có không ít cường giả biết đến cái việc ngươi có khả năng sở hữu chân hồn đan rồi nói không chừng sẽ có vài kẻ có chủ ý đối với đan dược này của ngươi đó Điền phi nhi nhíu hai mắt lại mỉm cười rồi nói sao không? không ngờ dược này lại lan truyền ra nhanh đến vậy đó nha nhưng chỉ sợ làm cho bọn hắn thất vọng rồi chân hồn đan kia thì đã sớm bị ta đổi cho mấy vị đại thừa linh giới khác rồi cho dù có thừa thì tất nhiên là ta cũng sử dụng từ lâu rồi Tuyệt đối không có chuyện mang trên người đâu Hàng Lập nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Ngược lại cười ha ha rồi trả lời Trao đổi, sớm đã sử dụng hả? Những lời này có thể lừa gạt được những người bình thường thôi Nhưng đối với những cường giả chính thức uy trấn thế giới kia mà nói Chỉ sợ chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu Điền Phi Nhi sau khi nghiêng đầu liếc nhìn Hàng Lập Giống như cười mà không phải cười rồi nói Tin hay không thì tùy bọn hắn thôi nếu là người thực sự không biết tốt xấu ta cũng chẳng thèm quan tâm mặt mũi mà cho chúng nếm mùi đau khổ đâu hàng lập mỉm cười cũng không thèm để ý rồi nói <laughs> xem ra đào hữu sớm đã có kế sách ứng phó với việc này rồi tiểu mụi lại là người nhiều chuyện rồi bớt quá kim trưởng lão của bổn tộc nghe nói đến chuyện chân hồn đang ngược lại là muốn lén gặp mặt hàng huynh trước một lần đó điền phi nhi thấy vậy sau khi lông mày kẻ đen lơ đảng khẽ nhíu một cái bỗng nhiên cười rồi nói kim trưởng lão chính là kim long đại trưởng lão người được xưng tụng là đệ nhất nhân chân long tộc sao sắc mặt của hàng lập rút cũng hơi đổi rồi đạo hữu không cần đa tâm đâu nguyên vốn đạo quả đại hội là long đảo tổ chức ra một cuộc tụ hội giúp cho các cường giả khác tập trung vào trao đổi bảo vật cho nhau thôi tuy nhiên đúng là kim trưởng lão cảm thấy hứng thú với chân hồn đan nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng dịp đạo quả đại hội này để cưỡng ép mua bán trao đổi nếu như đạo hữu thực sự không muốn mang cái gọi là chân hồn đan kia ra thì tất nhiên là cũng không cần phải gặp kim trưởng lão đâu sắc mặt của Điện Phi Nhi nghiêm nghị nói. Quý tộc đúng là cực kỳ đại khí đấy nha. Đáng tiếc là chân hùng đan này quả thực vô cùng trọng yếu đối với việc độ kiếp của tại hạ rồi. Mặc dù ta vẫn còn thừa, nhưng không khí muốn trao đổi đâu. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát, mới lắc đầu rồi trả lời. Hàng Huynh đừng giỏi giả trả lời chuyện này. Kim trưởng lão có tiện thể nhờ ta nhắn tới Hàng Huynh một câu. Đồ vật mà hắn dùng để đổi lấy chân hồn đan, giá trị đối với thiên kiếp phi thăng tuyệt đối có thể trên chân hồn đan người cũng biết là nhất tộc ta cùng với sinh linh bình thường các ngươi không giống nhau có thể cũng không cảm thấy hứng thú với việc phi thăng lên tiên giới cho nên một ít đồ vật có thể ngộ chứ không thể cầu đối với cường giả các ngươi thì bổn tộc lại không thể dùng được điền phi nhi trả lời hàng lập như đoán trước được rồi lại còn thông thả nói thêm cái gì giá trị độ kiếp phi thăng còn lớn hơn cái chân hùng đan hả nếu thực sự đúng là như lời của đạo hữu nói thì ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút đó như vậy đi Chờ sau khi đến Long Đảo, ta sẽ quyết định xem có nên lén đi bái kiến Kim Trưởng Lão một lần hay không. Sắc mặt của Hàng Lập sau khi thay đổi mấy lần, rốt cuộc có quyết định trả lời. Nếu Hàng Huynh quả thực đáp ứng việc này, thì tin rằng Kim Trưởng Lão cũng không để cho Hàng Huynh phải thất vọng đâu. Mặt khác, nếu chân hồn đan này quả thực có thể đến tay Long Đảo chúng ta, chỉ cần hơi thả ra một chút tin tức thôi, thì tin rằng cũng sẽ không còn gừng giả nào tìm đến làm phiền Hàng Huynh nữa đâu. Cái này đối với Hàng Huynh cũng là một việc cực kỳ có lợi đó. Điền Phi Nhi vỗ tay cười một cái rồi nói <laughs> Hy vọng là được vậy đó Sau khi Hàng Lập cười hăng hắc Cũng trả lời qua loa một câu Tốt, thời gian không còn sớm nữa rồi Chúng ta cũng lên đường thôi Mặc dù Long Đảo ở ngay bên cạnh Ma Kha Giới Nhưng muốn đến được đấy cũng phải mất không ít thời gian đâu Điền Phi Nhi cực kỳ thức thời Không có nhắc đến chuyện chân hồn đang nữa Mà chuyển chủ đề rồi nói Tất nhiên là Hàng Lập cũng không có ý kiến gì khác nữa Lập tức gật đầu đồng ý Vậy nên sau đó, cánh tay của Điện Phi Nhi khẽ động đánh ra một chiêu lên bầu trời. Từ một đám mây trắng nhìn trông rất bình thường trên bầu trời truyền ra một tràng âm thanh vù vù. Một cổ phi xa được kéo bằng mấy con quái thú giống như ngựa màu đỏ bay ra. Phi xa chừng dài hơn 10 trượng, chẳng những toàn thân trắng nõn như ngọc, phía trên còn khắc đủ loại hoa văn tinh mỹ. Phía trước kéo xe là bốn đầu quái thú, từ thân sinh ra bốn vó, trên đầu mọc ra lông giác, toàn thân là lưng phiến màu đỏ thẫm, phản phước như là bị một tầng hỏa diễm bao phủ lập lòe bên ngoài đúng là bộ dáng nửa ngựa nửa rồng dữ tợn đây là loài nanh mã mà chỉ long đảo chúng ta mới có thôi tuy không bàn tới khả năng tranh đấu của chúng nhưng sức lực vô tận của chúng lại hơn hẳn các loài khác đó sức chịu đựng cũng kinh người cho dù chạy băng băng mấy tháng ở trong hư không không ăn uống gì mà cũng không bị kiệt sức đâu điền phi nhi nhìn thấy thái độ của hạng lập cũng giới thiệu thêm vài phần quả như là có chút ý tứ đấy nha Trước kia ta cũng có được chứng kiến một ít gọi là long mã rồi, nhưng mức độ thần kỳ thì không thể nào so sánh được với cái đầu nanh mã này được. Loại linh thú này không biết quý đạo có bán ra ngoài hay không vậy? Sau khi hàng lập lần lượt đánh giá mấy con nanh mã này vài lần, miệng tắm tắt tán dương rồi nói. <laughs> Loại linh thú cấp thấp này á, tất nhiên là lông đảo chúng ta cũng có bán ra bên ngoài rồi. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, linh thú này chỉ có thể sinh sản ở trên lông đảo thì mới trở nên thần tuấn được như vậy thôi nếu là ở bên ngoài lông đảo huyết mạch của nó càng ngày càng mờ nhạt cuối cùng so với lông mã ở các địa phương khác cũng chẳng khác nhau là mấy nữa điền phi nhi thuận miệng giải thích hai câu nếu đúng là vậy thì quả thực là đáng tiếc đó hàng lập nghe xong lộ ra vài phần tiếc nuối nếu như cái loại nanh mã này có thể tự sinh nở được thì chỉ cần mang về nhân tộc vài con tin tưởng sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn <laughs> hàng huynh không cần quá nóng lòng đâu thứ tốt ở long đảo chúng ta không phải chỉ có mấy cái đầu long mã này thôi đâu đảm bảo là những vật phẩm đặc sản khác tuyệt đối cũng làm cho đạo hữu được mở rộng tầm mắt đó điền phi nhi nhẹ giọng cười thân hình khẽ động phiêu phiêu bay lên trên phi xa ờ à, nếu quả thực là vậy á mặc dù chuyến đi này của ta không có được quản linh đạo quả kia cũng không thể coi là thất bại được rồi hàng lập vừa nói vừa hóa thành một đạo cầu vòng trùng thiên bay tới chỉ sau chốc lát bốn đầu lông mã này hí vang một tiếng lập tức chân đạp hư không kéo phi xa mà chạy như điên về phía trước hàng lập ngồi ở phía đằng sau cảm thấy phi xa vô cùng vững vàng giống hệt như vẫn đang ở trên đất bằng vậy nội tâm không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc cúi đầu quan sát chiếc phi xa nhìn không khác gì vật bình thường ở phía dưới hàng huynh không cần dò xét đâu phong linh xa này cũng là do long đảo chúng ta dùng một loại linh đồng mà chỉ ở đây mới có chế tạo mà thành chẳng những trời sinh nhẹ hơn các linh kim khác gấp trăm lần mà lại còn có thể dung nạp phong linh lực quán chú vào trong đó nữa. Ở bên ngoài cũng được coi là một loại tài liệu hiếm thấy đó. Điền Phi Nhi cười mỉm rồi nói. Quả thực là bây giờ hàng mẫu cũng có vài phần tin tưởng lời của tiên tử rồi đó. Thật hy vọng có thể đến lông đảo sớm hơn chút rồi. Hàng lập lộ ra vẻ tươi cười rồi nói. Hàng huynh đã có yêu cầu này rồi, vậy thì để cho tiểu muội thi pháp phụ trợ một chút vậy. Hai mắt Điền Phi Nhi chớp nhẹ một cái, khẽ hé cặp môi đỏ mọng ra rồi nói. Tiếp theo tay của nàng liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều lóe lên chui vào bốn cái đầu nanh mã phía trước. Sau một khắc, bốn đầu nửa ngựa nửa rồng cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân đại trướng, âm âm điên cuồng phát ra thêm hơn nữa. Đồng thời trong miệng mọc ra vài cái răng nanh thô to, hai mắt cũng thoáng cái biến thành màu vàng rồng. Những linh thú này sau khi bốn chân mơ hồ một cái, tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, kéo theo phi xa đằng sau trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ thật dài phá không bay về phía trước mấy tháng sau hàng lập cùng với điện phi nhi từ trong một tòa cung điện khổng lồ lưu lửng ở bên trong vô tận tinh không bước ra lập tức xuất hiện bên trên một quảng trường bên ngoài đại môn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở trên không cách đó không xa bất ngờ có một tinh cầu màu xanh lục cơ hồ che lấp cả tinh không không phải nói là một hòn đảo gần giống như nửa vòng tròn cực lớn bên trên còn có thể mơ hồ trông thấy một ít điểm đen kiến trúc hơn nữa toàn bộ đều bị một tầng màn sáng màu xanh nhạt bao phủ bên trong. Đây chính là lông đảo hả? Quả thực là so với tưởng tượng của ta cũng không khác biệt cho lắm đó. Hàng lập ngóng nhìn tinh cầu như mặt trăng trên không trung, miệng tự thì thầm vài tiếng. Bộ dáng lông đảo của chúng ta trước kia cũng không phải như vậy đâu. Chỉ là sau khi trải qua rất nhiều đời tổ tiên, dùng pháp lực to lớn lần lượt cải tạo mới dần dần hình thành bộ dáng như vậy đó. Tốt rồi, Hàng Huynh ở đây coi như đã trải qua kiểm nghiệm thiếp mời rồi trong thời gian đạo quả đại hội có thể tùy ý xuất nhập bản đảo chỉ là những khu cấm địa đã nhắc đến lúc trước thì đạo hữu không thể tùy tiện xâm nhập được giờ tiểu muội cũng phải đi thực hiện một ít chức trách của chấp sự nữa không thể tiếp tục đi theo bồi tiếp hàng huynh rồi điền phi nhi ở một bên thuận miệng nói vài câu chợt thần sắc nghiêm nghị nói đoạn đường này tiên tử cũng đã dứt giả rồi dù sao cũng đã đến được nơi này rồi đạo hữu cứ giải quyết cho tốt hết mọi việc của mình là được rồi hàng lập gật đầu trả lời Trước khi ta đi, chẳng lẽ Hàng Huynh không còn muốn hỏi thêm điều gì nữa hả? Điền Phi Nhi nghe xong Hàng Lập nói như vậy, không lập tức rời đi. Ngược lại giống như cười mà không phải cười hỏi thêm một câu. Hả? Sư tình gì vậy? Đầu hữu có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi. Nội tâm của Hàng Lập khẽ động, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào rồi nói. <laughs> Xem ra ta không chủ động nói thì Hàng Huynh cũng không có ý định muốn hỏi rồi. Được rồi, đỡ lấy nè. Ngày trước ta đã từng hứa đáp ứng với ngươi, còn có thể nhờ vào những thứ này mà lấy được đạo quả hay không á, thì vẫn phải dựa vào chính bổn sự của mình rồi. Sau khi Điện Phi Nhi trợn mắt nhìn Hàng Lập một cái, tay áo rung lên, một khối ngọc giản màu trắng bay ra. <laughs> Tiên tử thật có lòng đó nha, Hàng Mổ phải cảm ơn rồi. Hàng Lập hai mắt sáng người, không lưỡng lự giơ tay bắt lấy ngọc giản vào tay, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng rồi nói. Mối nhân tình ngày trước á, ta đã trả xong rồi, giờ tiểu muội quả thực phải đi trước đây. Sau đó Điền Phi Nhi cũng không nói thêm gì nữa, hơi thi lễ rồi lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Hàng Lập mỉm cười, đợi đến lúc cái bóng hình Điền Phi Nhi đi vào bên trong đại điện, cũng mới thu hoạch lại ngọc giản vừa nhận được vào, sau đó lập tức đi đến một cái truyền tống pháp trận màu trắng đặt ở một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường. Ở gần pháp trận không thấy bất cứ thủ vệ nào, nhưng sau khi Hàng Lập vừa mới tiến vào trong đó, mặt đất gần đó bỗng hiện ra một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên đỉnh bất ngờ có một lỗ khảm hình bầu dục hàn lập đưa mắt nhìn tấm bia đá ngón tay bên trong tay áo hắn bắn ra một chỉ một điểm ánh sáng lập tức bắn thẳng ra chui vào trong cái lỗ khảm chính là cái miếng lân phiến màu bạc mà năm đó phàn bào tử giao cho hắn vật ấy vừa mới khảm nhập trên tấm bia đá lập tức phát ra một tia chấn động trực tiếp liên hệ thành một thể cùng với truyền tống pháp trận truyền tống pháp trận vốn đang bất động lúc này khẽ rung lên bắt đầu phát ra âm thanh trầm thấp vù vù đồng thời từng sợi tơ bạch quang từ đó lượng lờ tuôn ra Hàng lập thần sắc hơi động, lại đánh ra một chiêu về tấm bia đá. Tấm lần phiếu màu bạc lại bay trở về trong tay áo của hắn. Lúc này truyền tống pháp trận mới đột nhiên hiện lên vô số phụ văn. Hàng lập ở trung tâm, sau khi mơ hồ một cái liền biến mất, không còn bóng dáng. Hết tập 447. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.